Ê, hôm nay chúng ta sẽ học bài 38. Ita và si này. In là công việc này, hata là làm, mat là vị này. Ở đây chúng ta không dịch là cái việc làm nó có vị mà là công việc ở đây tốt đấy. Đây là cái cách nói của người Hàn Quốc ấy. Đấy. Và ở đây chúng ta xem hai bạn này người ta nói chuyện với nhau về vấn đề gì. Đây là Paru và Lihan. Lihan si vesanen punvigi ga ở teo. Punvigi đây là bầu không khí các bạn nhé. Punvigi là bầu không khí. Bầu không khí đó là cái gì? Đó chính là cái không khí ở trong cái lớp học này, trong công việc này. Đấy nhé, chính là punvigi. Tiếp theo. Tongneo tundi kiri. Đây, tongneo tundi kiri. Đây là trong nội bộ. Trong nội bộ đồng nghiệp với nhau ấy ạ. Solo vihe chunika vihe chuta đây là gì ạ? Vì nhau đúng không ạ? Rất là tôn trọng nhau đấy, vì là công ty này trong đồng nghiệp ấy là rất là tôn trọng nhau. Hang sang chân cấp kê in hanen pioneer và thuộc kiểu là nhá, thuộc kiểu là làm việc vui vẻ luôn luôn. Tức là chỗ chúng tôi là thuộc cái dạng là luôn luôn làm việc vui vẻ với nhau.회사 분위기도 자유로운 편이에요. 자유롭다. 자유롭다. Đây là tự do. Phiên là thuộc kiểu. Công ty, cái bầu không khí của công ty thì thuộc kiểu tự do phải không ạ? Tự do phải không? Bầu không khí công ty của bạn có xu hướng tự do không? Cứng để xem nào, để tôi xem nào. Kyung은 좀 엄격할 때요. Thì cái Kyung đây là những cái quy tắc, quy định. Chôm âm kiếp hà ra, âm kiếp nghiêm khắc. Âm kiếp hà ra là nghiêm khắc. Chôm là hơi. Đấy. Thì cái nó hơi nghiêm ngặt về các quy tắc và quy định. Đương nhiên là làm cho công ty là phải vậy ạ. With saram thử đi. With saram, saram là người, we là bên trên và with saram là người trên. Tức là các hoặc là những người trên ấy hoặc là cấp trên ấy. Ares saram là người người dưới, có thể là tuổi ít hơn, tức là người bên dưới của người ta ấy. Mani peria he chu he chu thôi. Là quan tâm nữa, quan tâm nhiều vì là quan tâm nhiều đến người dưới nhá, người trên này vì quan tâm nhiều đến người dưới. Ilha kinen phiên hiểu và công việc rất là thoải mái. Đây tôi dịch là nhưng cấp trên rất quan tâm đến cấp dưới vì vậy nên thực sự thoải mái khi làm việc ở đây. 정말 부러워요. 정말 부러워요. Tôi ghen tị quá. 부럽다. Ghen tị. 부러워요. 그러면 nếu vậy. 훨씬 훨씬 일할 맛이 나겠어요. Theo đó thì tôi thấy gì ạ? Tôi thấy là tôi tin rằng bạn có thể làm việc vui vẻ hơn nữa. Thực tế là thực sự là huân xin đây là khá hoặc là rất đó. Tức là công ty có bầu không khí rất là tốt đấy. Má trai ồ đúng rồi. Huê sa ô nương kê là cái việc đến công ty chương cơ u nì ca vì là thấy vui vẻ. In tô tô chán tuyểu. In là công việc cũng tơ là hơn, chán tuyểu là được, được tốt đấy. Vì tới công ty thật là thoải mái nên công việc cũng trở nên tốt hơn nhiều. Thế đây chúng ta có một số từ vựng ở đây ạ. Inamashi nara là hứng thú làm việc. Đây chúng ta có Inamashi nakesoyo có rất là có hứng thú làm việc đấy. Đi tô chẳng tuyệt công việc tốt hơn đây ạ. Công việc tốt hơn này.
Salam là người trên và Ades Salam là người dưới. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mỗi người ở đây chúng ta sẽ đóng vai luôn các bạn nhé. Bây giờ mời Hà đóng vai Paru và bạn Trang đóng vai Lihan. Lihan si huesanen punikika oteo. Tomrio tun kiro soro wihe chunika hang sang chun cấp kê in hanen pin nieo. Từ từ Trang này, từ từ đã. Tomrio tun kiri. Tomrio tun kiri soro wihe chunika hang sang chân cấp kê in hà nâng phiên nhiều. Ok. Huê sa bù nì kì tô cha yu rô un phiên nhiều. Cần xe ô kêu rô cơn chôm ôm gióc hàn tè ô viết xà rám tư đi à đế xà rám mười mạng nì bè đìa hè chua sơ in hà hà kì nâng phiên hiệu. 정말 부러워요. 그러면 원신 인한 맛이 나겠어요. 맞아요. 회사 운의 깨준 거 우니까 인도 더 찬대요. 짱 đọc lại, 짱 ơi. 회사 오는 게 맞아요. 회사 오는 게 준 거 우니까 in total chan tuyo. Ok. Mời Trang đóng vai Paru và bạn Hiếu đóng vai Lihan nhé. Lihan si huê sa nui bu ni ki ka o teo. Tung riu tun kiri soro vi he chu ni ka hang sang chun cấp kê in ha nun pe ni eo. Huê sa bun ri ki to cha cha ru cha ru do ul phiên ni e yo xin chào qiu yu ren chom om kyeok han teo wi saram tri are saram mani pyeo ha chua se in ha ki nen phiên heo chomai bu ra wa yo. 그러면 원신 인한 맛이 나겠어요. 맞아요. 회사 오는 게 준거 오니까 인도 더 잘 돼요. 네, bây giờ mời bạn Hiếu đóng vai là Palu và bạn Hà đóng vai là Lihan nhé. Lihan si, 회사는 분위기가 어때요? 동료들끼리 서로 위해 주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 회사 분위기도 자유로운 편이에요. 근데요, 교육은 좀 엄격한데요. 위 사람들이 안 아래 사람은 많이 배려해 주어서 일하기는 편해요. 정말 부러워요. 그럼 훨씬 이한 맛이 나겠어요? 안 나겠어요? 맞아요. 회사 오는 게 즐거우니까 인도 더 잘 돼요. 네, 오케이. 우리 다 일단 좀 생해 아니야? 38과 일할 맛이 나요. 대화 1.
리안 씨 회사는 분위기가 어때요? 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 회사 분위기도 자유로운 편이에요? 글쎄요. 규율은 좀 엄격한데요. 윗사람들이 아랫사람을 많이 배려해줘서 일하기는 편해요. 정말 부러워요. 그러면 훨씬 일할 맛이 나겠어요. 맞아요. 회사 오는 게 즐거우니까 일도 더 잘 돼요. 38과 일할 맛이 나요. 대화 1. 리안 씨 회사는 분위기가 어때요? 동료들끼리 서로 위해주니까 항상 즐겁게 일하는 편이에요. 회사 분위기도 자유로운 편이에요? 글쎄요. 규율은 좀 엄격한데요. 윗사람들이 아랫사람을 많이 배려해줘서 일하기는 편해요. 정말 부러워요. 그러면 훨씬 일할 맛이 나겠어요. 맞아요. 회사 오는 게 즐거우니까 일도 더 잘 돼요. Thầy bật mic đi thầy. Ok ok xin lỗi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xem phần từ vựng là bầu không khí ở nơi làm việc thì gồm những từ như thế nào nhé. Đầu tiên này là thông miêu là đồng nghiệp. Thì trong công ty thì cứ ở trong công ty thì là đồng nghiệp rồi, đúng không ạ? Thêm nữa là sang xa. Sang xa là cấp trên ạ. Nhá, sang xa. Còn có một từ khác của thay cho từ cấp trên là từ gì các bạn còn nhớ không? Vissaram. Đúng rồi, Vissaram, chính xác. Tiếp theo là Puha. Puha là cấp dưới. Nhá. Thế cấp dưới, thế là người dưới là gì ạ? Aresaram. Ok em, Aresaram. Tiếp theo, Saiga Jutha. Sai là quan hệ, những mối quan hệ. Saiga Jutha là quan hệ tốt. Thế ví dụ như bạn Trang với bạn Hà thì say ở thực kế tế không? Quan hệ của bạn Trang ca. Nè, say, nè. Nè, say ga chúng ta. Say ga chuaio, đúng không ạ? Tiếp theo là say ga napayo. Say ga napuda. Pedio hara, khích lệ động viên. À, kiếc niêu hara, kiếc niêu hara. Kiếc niêu, khích lệ. Nhá. Solo we have to da giúp đỡ lẫn nhau. Solo và hai bên, đúng không? We have to da. Tiếp theo, punwigi ga jotha. Punwigi là bầu không khí. Punwigi ga jotha là bầu không khí tốt. Punwigi ga napuda, bầu không khí xấu. Charu yotta là tự do. Thì trong cái phần này là có chữ là chayurun, chayurun. Đấy là phần tự do đấy ạ. Bầu ký phải tự do, đi làm tự do không? Kyuyui om kyokara, quy tắc chặt chẽ. Đấy các bạn chú ý là đây ạ, đi làm thắt cà vạt, áo sơ mi. Còn phong cách tự do thì là đó là quần đùi áo gọc đi làm được. Thế bây giờ chúng ta sẽ mỗi người đọc cho thầy giáo một lượt ở đây nhé. Các bạn mời bạn Trang đọc trước là Trang. Nè, tông điều sang xa buha saika chota saika naputa kiêng niơ hata soro vi he chuta bunri kika chota bunri kika naputa
자유롭다. 규율이 엄격하다. Mời bạn Hà. Vâng ạ. Thông liệu sang xa u ha sai ka chốt ta sai ka na pu ta kyok liu ha ta soro wi he chu ta puni ki ka chốt ta puni ki ka na pu ta cha yu rốt ta kyu yu ri ứng kyok ha ta. Mời bạn Hiếu ạ. Thông liệu sang xa u ha Saika chota, saika naputa, kyut nye hata. Taro wihe chuta, puiki ka chota, puiki ka naputa, chayu rota, kyu yuri kyu hata. Ok, bây giờ nhá. Bây giờ này ạ, sai ga chốt thả thì chúng ta sẽ nói là sai ga choayo, tức là chúng ta thêm đuôi câu vào nhé, được không ạ? Bây giờ mời bạn Hiếu đọc 8 cái từ vựng ở bên dưới này bằng cái đuôi câu ạ, có cho đuôi câu vào. Sai ga choayo sai ka napayo kyo kyo nyo hayo a hayo soro we had chua 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 yo pui ki ka chua yo pui ki ka napayo cha yu ro Ropayo. Q. Sao Ropayo? À. P. Chữ P. À. Ở bên này U. W. Rowayo. Ờ, Charu Rowayo. Rowayo. Q. Yuri. Kiếc Heo. Ok. Bây giờ mời bạn Hà đọc lại từ đầu đến tận cuối ạ. Vâng ạ. Sai ka chuayo, sai ka napayo, kyok lia heo, soro wi he chuayo, puniki ka chuayo, puniki ka napayo, cha yu ro weyo, kyu yu ri ứng kyok heo. Mời Trang đọc lại, Trang ơi. Saika, saika choayo, saika napayo, kyung, kyung yo, heyo, soro wi he choayo, bi, bu, niki ka choayo, bu niki ka napayo, chayu, ro, wayo, kyu, kyu yo li, kom kyok, heyo. Kyok em ơi. Ông kiếc heo. Ok. Tiếp theo bây giờ chúng ta có cái thuộc kiểu, thuộc dạng như thế này ạ. Đây chúng ta lưu ý này. Gắn liền với động từ hoặc tính từ thể hiện xu hướng hoặc khuynh hướng thay vì đưa ra một tuyên bố rõ ràng về một thực tế. Đấy. Chúng ta đây là thuộc kiểu, thuộc dạng gì đó nhé. Động từ hoặc là ít tà, ọc tà sẽ đi với nân, phiên y tà. Tính từ mà có phụ âm đáy, tính từ mà không có phụ âm đáy hoặc phụ âm đáy là l ấy, thì đi với n, phiên y tà. Còn lại tính từ có phụ âm đáy mà không phải là chữ l ấy, thì là sẽ đi với ân, phiên y tà. Thầy giáo viết lại cái này, nó chính xác là như này. Động từ hoặc ít tà, ọc tà đi với nân, phiên y tà. Tính từ thì đi với n hoặc là ân, phiên y tà. Tính từ không có phụ âm đáy thì sẽ hoặc là phụ âm đáy là chữ r ấy, thì chúng ta thêm
bỏ r đi và thêm chữ n vào ở bên dưới nhá. Còn nếu tính từ có phụ đáy thì sẽ đi với n, còn động từ thì luôn luôn đi với n. Đấy, bao gồm cả ít tà và ập tà. Đấy là cái giải thích của phần ngữ pháp này. Và bây giờ chúng ta có thể là sử dụng cái phần ngữ pháp này để chúng ta ứng dụng vào 8 phần trên, 8 từ vựng trên. Ví dụ như là thuộc kiểu quan hệ tốt. Bạn Hiếu nói là Trang và Hà, Trang và Hà thuộc kiểu quan hệ tốt thì nói như thế nào? Trang Trang Hà Cô Hà Si Hà Si Sai Ca Cho Nên Penny Eo. Như này ạ, chù bỏ tà đi đúng không ạ, thì sẽ thêm ân đúng không ạ, sẽ thêm, bởi vì nó có cụm đáy thì thêm ân thì thành chù ân phiên đi eo, phiên đi tà y tà thì sẽ thành là eo đúng không, chù ân phiên phiên đi eo, chù ân phiên đi eo bỏ tà đi ạ. Y ta thì thành eo, eo, bởi mà chữ phiên nó có cụm đáy. Nào tiếp theo câu số 2 là thầy giáo và Hiếu thuộc kiểu quan hệ không tốt thì nói nào hả? Vâng ạ. Sơn sinh niêm ha cô Hiếu si sai ca na tân biên nhiều. Ok, sai ca na tân biên nhiều. Tiếp theo là thầy giáo là thuộc kiểu người khích lệ thì nói là thầy giáo hay khích, thầy giáo là thuộc kiểu khích lệ không chê gì cả. Sơn sinh niêm kiếp lia ha han phiên nhiều. Ok, đấy, tiếp theo là Hà và Hiếu là thuộc kiểu những người giúp đỡ lẫn nhau thì nói như nào? Hiếu Hà Cô Hà Si Sơ Đô Uy Hè Chú Nân Thiên Điều. Ok. Công ty này thuộc kiểu bầu không khí tốt. Huê Sa Bun Nui Ki Ka Cho A Cho Un Phiên Nhiều. Ok. Công ty bầu không khí công ty này thuộc kiểu thuộc dạng xấu thì như nói như nào hả? Huê Sa E Bun Nui Ki Ka Na Bun Phiên Nhiều. Là Bun Phiên Nhiều không? Tiếp theo là thầy giáo là kiểu người tự do. Sơn sinh niêm cha ru Sơn sinh niêm cha ru ro un thiên nhiều. Đây, mắt xuân giá. Tiếp theo, quy tắc làm việc ở công ty thì thuộc kiểu chặt chẽ. Vậy sai kêu du đi âm chất hành thiên nhiều. Đây, mặc dù là ok. Bây giờ chúng ta sẽ dịch thêm một số ví dụ đây ạ. Bạn Trang đọc và dịch ví dụ bên trên và bạn Hà đọc và dịch câu bên dưới. Mày, các em. Chị Huân Sĩ in hành nên cô xin ở đây ạ. 분위기가 좋은 편이에요. Lời làm việc của Chi Hun như thế nào? Bầu không khí thuộc dạng tốt. Ok, đúng vậy. Hỏi bạn Hà có sai. Dạ. Quan si sân kiếp và sân kiếp khi cúp hàn phiên nhiều. 아니요.
좀 급한 편이에요. 네, cái cực phiền, cực hà là gấp gáp, còn nư cất hà là bình tĩnh chậm chạp ấy, từ từ ấy, từ điềm đạm. Anh Tuấn ơi, anh có phải là nóng tính không? Không, tôi thuộc kiểu tôi bình tĩnh. Trầm tính, bình tĩnh. Còn cái xong cái cực phan phiên thì yếu. Ở đây em có thể là dịch như thế cũng được. Tuấn, bạn có phải là kiểu người có tính cách gấp gáp hay không? Chứ không phải là nóng tính nhá. Cực phan phiên đây là cái gì cũng nhanh, chứ không phải là nóng tính. Anh yêu chôm, đừng cứ tham phiên thì yếu. Đừng cứ tham phiên thì yếu. À, tôi thuộc kiểu người là điểm đạm. Ví dụ như này, thầy giáo luôn luôn muốn em nhanh thì cái đấy là thầy giáo là tôn giáo nimi trong kia kia tôn giáo nim trong kia kia cứ phát biểu này. Ok, ở cái này các bạn đều hiểu rồi chưa? Ok, chúng ta sang ví dụ đây ạ. Phần luyện tập này chúng ta có hai cái bài tập đây ạ. Đầu tiên là cũng chúng ta chọn đáp án đúng, và cái thứ hai là chúng ta sử dụng nón phiên y đà để chúng ta hoàn thành hội thoại. Các bạn xem ví dụ, xem cái số 1. Bạn Hiếu làm câu số 1 này nhé, bạn Hiếu nhé. Bạn Trang làm câu số 2. Còn bạn Hà xem là ai trả lời sai thì sửa nhé. Và bạn nào làm trước, bạn Hiếu hay bạn Trang làm trước nào? Trang làm xong chưa Trang ơi? Em xong rồi. Xong rồi làm luôn em ơi. Silip sawani turo wat nte iri no iri no mu nuri nuri so tap tap heso mani tap heo mani karu chio chuseo achik iren chan moru nen bu he chik quân ni chán ai ồ. Nhân bạn nhân viên mới này vì là quá chậm chạp nên nhá, cảm thấy đấy phải dịch ngột ngạt. Bạn nhân viên mới chậm chạp mình cảm thấy ngột ngạt. Ví dụ em có một người nhân viên mới mà vào mà làm chậm quá thì em thấy như thế nào? Tap heo là khó chịu, bực mình. Khó chịu. Chứ không có dịch là ngột ngạt đâu. Sinip Sawan là nhân viên mới này. Từ rơ quan ấn tê, từ rơ ô tà là vào đúng không? Nhân viên mới vào công ty. Y đi nở hù nử rê sô vì là làm rất là chậm, làm quá chậm. Nên tap heo nên rất là khó chịu. Mani karucho suseo, câu này chắc chắn gì nó ngay. Hãy chỉ nhiều
nhiều thêm. Hãy chỉ bảo nhiều thêm. Hãy chỉ bảo nhiều thêm hoặc là hãy dạy cho nhiều thêm. Karuchita là dạy đấy. Ajik là vẫn chưa. Iri chal modernen. Modernen chọn sang xa hay là Puha Chikwon? Puha Chikwon. Để Puha Chikwon. Bởi vì Puha Chikwon thì có cụm đánh sẽ là đi với I chanayo. Ok chàng. Vì là vẫn chưa biết về công việc nên vì là gì ạ? Vì là nhân viên cấp dưới mà chưa biết rõ về công việc mà vì thế làm sao người ta làm nhanh được. Ok, mời bạn Hiếu câu số 1 ạ. Nian xinin thuần si rằng à chín hàn cất ca thay ồ nè chín hàn bơ nè màn thà thu mừng hàn y hù rô sai ca phiên rô ăn cho à chết sơ yô. Nè, ok. Cái này bạn Hiếu đọc cái này giúp tôi nhé. Ở trong này có một số từ mà nhiều khi các bạn không biết đúng không ạ? Chỗ rang này là bạn Hiếu dịch là gì ạ? Chi rang là... Bạn Hiếu biết rang đấy có nghĩa là gì không ạ? Với. Đúng rồi, cùng với, nhưng mà đây chỉ sử dụng trong văn nói thôi. Narang rang đây là thực tế là cái danh từ đi với y rang. Không có bát chim sẽ đi với rang thôi, còn có bát chim sẽ đi với y rang. Đây là nó giống như cặp chi ấy. Tiếp theo ban ta thum là các bạn biết là gì không ạ? Ban ta thum. Tatum là gì ạ? Cãi nhau hoặc là lời qua tiếng lại, hoặc là đây là gì ạ? Nói đi nói lại. Đây là tatum. Tiếp nữa, cái này ạ, bạn Hiếu đọc là pin rô là sai nhé. Pin lô đây là cái này là không quá, tức là gì ạ? Không tốt lắm ấy. Tay ga pillo an chua chốt rồi chua chida là trở nên nhá chua chida.